Chào mừng anh chị và các bạn đến video tiếp theo của Nguyễn Văn Đoàn. Vâng, tình hình kinh tế khó khăn như thời điểm 2023 như thế này thì chúng ta nên đầu tư ở đâu và cần tìm hiểu những gì để cho cái bất động sản của chúng ta sau khi đầu tư, thứ nhất là nó tăng trưởng ổn định, thứ hai là trong trường hợp chúng ta cần thanh khoản thì nó vẫn có điểm thanh khoản tốt. Đây là những lưu ý vô cùng quan trọng mà tất cả anh chị chúng ta cần phải quan tâm trong thời gian tới đây. Và hôm nay để tất cả anh chị cùng nhau tham khảo một cái video trên hình thức gọi là tham khảo thực chiến, thì Nguyễn Đoàn sẽ giới thiệu anh chị chúng ta một cái khu vực mà Nguyễn Đoàn đang là phân phối, để chúng ta hình dung rõ hơn là một cái khu vực tiềm năng có độ thanh khoản tốt và cái sự tăng trưởng ổn định trong thời gian trung hạn và dài hạn nó sẽ như thế nào. Anh chị và các bạn theo dõi hết video mà thấy bổ ích thì hãy chia sẻ cho mọi người và đừng quên tặng video một nút thích cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh, nút thích trang để sau nhận được những nội dung mới nhất từ Bất Động Sản Bình Phước. Và đầu tiên chúng ta sẽ nói đến là cái khu vực. Và hiện tại cái khu vực mà Nguyễn Đoàn đang đứng đây thì nó chỉ cách thị trấn Tân Phú 3 cây số đi về hướng này, cách khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú, trước đây còn gọi là khu công nghiệp BKMX Đồng Phú, đi về hướng này 10 phút đi xe. Và cái hướng vào đây là vào con suối, rất là sạch. Thì những cái khu vực như vậy, như chúng ta thấy, trong trường hợp nền kinh tế nó có những cái diễn biến bất ổn ấy, thì cái khu vực mà chúng ta lựa chọn nó phải gần chợ, hoặc là nó phục vụ cho cái nhu cầu tối thiểu, nhu cầu ở của người dân. Có thể là chính người dân địa phương họ sẽ đầu tư tại những khu vực này để họ xây nhà ở. Bởi vì như anh chị thấy đây, đường điện có, dân cư có, nhà dân thì phần lớn là những ngôi nhà mới được xây theo phong cách mới, cho nên là cái môi trường và cái phong cách sống nó rất là tốt. Thứ hai nữa là gì ạ? Từ vị trí đất mà chúng ta di chuyển tới chợ của thị trấn ấy, trường học, ngân hàng và nhiều mô hình thương mại dịch vụ khác thì chưa đến 5 phút đi xe, cũng như là di chuyển vào công nghiệp chưa đến 10 phút. Thì những khu vực như thế này ở được, đầu tư trung hạn, dài hạn đều được. Đây là những cái điểm khác biệt mà nhiều khu vực khác nó không có. Tất nhiên nó cũng có, nhưng mà có thể giá nó cao hơn, hoặc là cái môi trường hoặc là hàng xóm dân cư nó cũng không được tốt như thế này. Đấy là cái yếu tố đầu tiên, là cái khu vực. Cái thứ hai chúng ta cùng tìm hiểu là về cái pháp lý. Pháp lý là cái yếu tố rất là quan trọng đấy. Trong thời gian vừa qua chúng ta thấy những tập đoàn lớn gặp các trục trặc, và khi họ bị như vậy thì các nhà đầu tư cá nhân là người chịu thiệt thòi nhất khi mà muốn thanh khoản bất động sản. Khó bởi vì toàn là những bất động sản hình thành trong tương lai, mua bán trên hình thức gọi là hợp tác đầu tư, hoặc là chờ có nhà rồi sau đó hoàn công vân vân. Nói chung là nộp tiền thì vẫn nộp hàng tháng, nhưng mà sổ sách thì chưa cầm tay trong tay được. Nhưng mà với những cái bất động sản mà chúng ta mua lại của những người dân, họ phân tách như thế này thì rất là thuận tiện trong cái việc mua bán công chứng sang tên. Ví dụ khu vực mà Nguyễn Đoàn đang phân phối đây, toàn bộ đều có sổ hồng cầm tay hết. Đây là cái ưu điểm dành cho những anh chị chúng ta ở các tỉnh xa như là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, miền Trung vân vân. Chúng ta mua bán công chứng trong ngày đều được, hoặc là chúng ta đặt cọc sau đó 1-2 tuần chúng ta công chứng đều được, rất là dễ dàng, thuận tiện mà an toàn cho cả đôi bên. Và tiếp theo nữa chúng ta cần phải tìm hiểu chính là về vấn đề quy hoạch. Thì thông thường hiện nay trên các cái điện thoại đều có các app quy hoạch, anh chị hãy mở ra khu vực nào được bôi hồng thì chúng ta nên tham gia, còn nếu không thì không nên tham gia. Nhiều khu vực chúng ta đến thấy nhà sổ có thổ cư nhưng mà trên app điện thoại không thấy bôi hồng, thì chúng ta kiểm tra một lần nữa ở trên bộ phận chính quyền xem là có được bôi hồng hay không. Thì như khu vực mà Nguyễn Đoàn đang phân phối đây thì toàn bộ quy hoạch rất là rõ ràng và chính xác. Đấy, toàn bộ được kiểm tra qua nhiều tầng khác nhau, từ thực tế này, từ kinh nghiệm này, từ app điện thoại này, cho đến các cái bộ phận trên chính quyền, cho nên là hoàn toàn đúng với các quy định sử dụng đất của nhà nước. Đấy, nó mới gọi là kiểm tra đúng quý vị nhá. Chứ không phải là chúng ta thấy ở trên điện thoại có bôi hồng thì chúng ta cứ bảo khu vực này thế nào cũng được nên thổ cư, thì điều đấy chưa chắc.
Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ kiểm tra về cái phần gì ạ? Giá. Ví dụ khu vực Nguyễn Đoàn đang đứng đây, đang phân phối, thì với diện tích là ngang 5m2, sâu nhất là 37, ngắn nhất là 29, với mức giá là dưới 600 triệu. Thì khi mà bán và phân phối khu vực này, Nguyễn Đoàn cũng tham khảo nhiều bất động sản xung quanh rồi, đều có mức giá trên 700 triệu hoặc 800 triệu. Thì rõ ràng đây là một mức giá rẻ mà hời. Mức giá này chúng ta đầu tư cũng tốt, ở cũng tốt, thanh khoản cũng tốt. Mua rẻ thì thanh khoản rẻ thôi, đơn giản thì thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái diện động lực tăng giá. Rất nhiều nhà đầu tư trong chúng ta làm cái khâu này chưa kỹ, chi tiết và chưa biết phải làm từ đâu, thì anh chị có thể tham khảo là thứ nhất là cái động lực tăng giá nó từ đâu mà ra. Thứ nhất là từ cái giá anh chị nhá. Hai là từ cái hình dáng bất động sản. Ba là từ cái vị trí khu vực. Bốn là từ các cái động lực tăng giá, tức là từ các cái điểm nhấn xung quanh. Ví dụ xung quanh đây có khu công nghiệp nào hay không, gần các cái khu vực nào nổi bật. Ví dụ như khu vực này chỉ cách khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú dưới 10 phút đi xe, cách trung tâm thị trấn Tân Phú, khu vực Sầm Uất dưới 5 phút đi xe, có 3 cây số thôi. Và khu vực này nó sẽ được thừa hưởng cái sự hút dân rất là lớn khi mà trung tâm thị trấn Tân Phú cũng như là khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú hiện nay đang được cắt cây 1.000 hectare. Thời gian tới nếu như cái tiến độ triển khai nhanh, ví dụ như là nhà máy vào hoạt động này, công nhân này làm việc vào làm việc này, thì những điểm như thế này sẽ có cái sự hút dân rất là tốt. Bởi vì thứ nhất, đây nó không phải là một khu dân cư, nó là một dạng cụm dân cư nhỏ. Bởi vì thứ nhất là dân cư nó đã có sẵn từ trước rồi. Thứ hai, đường điện có. Thứ ba, như anh chị thấy, anh chị sẽ cảm nhận thấy một điều rằng môi trường ở đây rất là tuyệt vời. Nếu anh chị đến thực tế, đường thì đường thông xung quanh, phong cảnh hữu tình như thế này. Và tiếp theo là gì? Kết nối. Thì trong thời gian vừa qua, nhiều nhà đầu tư chúng ta thường hay mua những bất động sản có thể là không phải là mặt tiền đường, nó là những cái khu vực dự án tỷ lệ 1/500. Thì những dự án như vậy hạ tầng quá đẹp, chúng ta không có gì để chê. Nhưng mà cái hiệu quả của những bất động sản đấy tại Bình Phước thì nó chưa cao bằng những cái bất động sản của người dân phân ra như thế này, bám mặt tiền đường chính hoặc mặt tiền đường nhánh 1, 2, 3 như thế này, nó phải thông. Và như vậy sau này rất là dễ để cho chúng ta thanh khoản. Những dự án tỷ lệ 1/500 ấy thì tại Bình Phước thì nó cũng nhiều, nhưng mà nó chưa đạt hiệu quả cao so với đất nền thôi. Anh chị chúng ta có thể tham khảo tùy vào nhu cầu của mỗi người. Có thể bản thân Nguyễn Đoàn nhận thấy cái điều đấy là đúng, nhưng mà bản thân anh chị chúng ta nhận thấy rằng các dự án tỷ lệ 1/500 thì hạ tầng nó đẹp, tiện ích nó tốt, nhưng mà chúng ta cũng cần phải tìm hiểu kỹ về cái vấn đề này trước khi tham gia. Đấy là những cái chia sẻ của Nguyễn Đoàn ở trong video ngày hôm nay để giúp anh chị chúng ta trong thời gian tới khi mà điều tra bất động sản đi thực tế, chúng ta sẽ hình dung rõ hơn là một bất động sản chúng ta nên tham gia trong thời gian tới tại Bình Phước nó cần phải có những điều kiện cụ thể cũng như yếu tố như thế nào. Nếu như anh chị chúng ta chưa rõ ràng và chưa biết cách tìm hiểu thì có thể theo dõi và xem đi xem lại cái video này để giúp cho mình hiểu rõ hơn về quy trình tìm hiểu một bất động sản để đảm bảo an toàn về mặt pháp lý, rõ ràng về quy hoạch cũng như là gì ạ, thanh khoản tốt nhất anh chị nhé. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Anh chị và các bạn nếu thấy các nội dung vừa rồi giá trị cho cộng đồng thì hãy chia sẻ và đừng quên tặng video một nút thích cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh, nút thích trang để lần sau nhận được những nội dung mới nhất từ bất động sản Bình Phước Nguyễn Văn Đoàn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.